Trước mắt chúng ta là chiếc Toyota Wigo số sàn, bản đủ, dung tích 1.2 lít. Phần đầu xe, đây là chiếc xe hạng A duy nhất số sàn mà được trang bị đèn bi projector, đèn gầm và đèn sương mù được trang bị đầy đủ. Các bạn có thể thấy là chiếc Wigo số sàn này còn được trang bị cả la răng đúc. Wigo thì có thiết kế ngắn hơn i10 khoảng 10 cm, tuy nhiên thì sẽ cao hơn, dài hơn và rộng hơn so với Kia Morning. Với giá bán cho chiếc xe này khoảng 340 triệu, các bạn thấy là nó hoàn toàn phù hợp với một chiếc xe kinh doanh dịch vụ, thậm chí là một chiếc xe dành cho gia đình. Và chúng ta sẽ cùng mở nội thất của chiếc xe ra. Đây là phần hàng ghế thứ hai. Toyota quyết định thiết kế chiếc Wigo này, chúng ta sẽ có cái cột chữ A rất là nhỏ để hạn chế góc chết. Trần xe cao và khoảng để chân này thoải mái dành cho cả những khách hàng cao tầm 1m70 trở lên. Đây là tổng thể cái khoang lái của chiếc xe. Chiếc xe cỡ nhỏ này có giá bán chỉ khoảng 340 triệu, do đó những vật liệu mà chúng ta sử dụng chủ yếu sẽ là nỉ, hoàn toàn là ghế nỉ chỉnh cơ. Và tất cả những cái vị trí này đều là nhựa hết, nhựa giả da. Xe được trang bị đầu CD, một đĩa 4 loa, chìa khóa dạng thường, điều hòa chỉnh cơ và hộp số sàn 5 cấp. Đi cùng với đó là phanh ABS, phanh ABS cho cả 4 bánh và hai túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước. Giá của chiếc Wigo này là 340 triệu và sẽ giao hàng trên toàn quốc kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2018. Quý khách hàng có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline bên dưới để nhận được sự tư vấn chính xác nhất từ các bạn bán hàng. Xin chào và xin cảm ơn ạ.